Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ đi đi thả trâu xong là mình đi tiện thể đi quăng chài luôn các bạn nha. Đây, chài của mình đây. Mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ thì đi thôi nha các bạn nha. Thành quả của mình đây. Bây giờ chuẩn bị nướng ăn nha các bạn nha. Đây là mình quăng để ăn trưa các bạn. Xong một tí mình quăng mang về nha. Mang này đủ ăn rồi. Nướng thôi các bạn ơi. Bữa trưa hôm nay ăn hai kẹp. Ở đây một kẹp. Ở đây nữa các bạn. Đang nướng. Đây, ngon chưa các bạn? Đây là cá suối nha. Cá suối nhỏ đấy. Úi dồi ôi, ngon chưa. Đây các bạn, sản phẩm trưa nay của mình đấy. Trưa nay mình ăn thay này thôi. Được hẳn 3 kẹp các bạn. Vừa đang nướng các bạn. Ui chị hắc rồi. Chuẩn bị chén rồi các bạn. Mình vừa sửa soạn xong cái mâm các bạn này. Này, cơm của mình đây. Có ớt. Chín một cặp rồi các bạn nha. Chuẩn bị chén thôi. Một mâm cơm nhỏ, có ớt, có cá, có cơm.
chấm thì khỏi phải nói. Nhập mâm rồi các bạn ơi. Mời mọi người ăn cơm nhé. Thử một miếng nhé. Nó lại hụt rồi. Trời trời. Tổng sản phẩm đâu này. Thank you.
chuẩn bị về thôi các bạn ơi. Sản phẩm hôm nay mình có đây, về nhà có thể làm mọi cá búng được. Chê đủ bữa tối. Chuẩn bị về thôi các bạn nha. Này hôm nay mình được con này các bạn. Bữa trưa mình ăn ba kẹp rồi. Các bạn chim đi bữa tối các bạn nha.